Tôi đã nói rồi, chỉ dựa vào ba chúng ta không đối phó nổi Yên Sông Ưng đâu. Hắn ổn định và điềm tĩnh tới mức khác thường, gần như không phạm lỗi bao giờ. Nên tôi càng khẳng định chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Còn tôi lại không thấy vậy đó. Lý gì đây? Tôi nghĩ vấn đề hiện tại nằm ở hắn rốt cuộc có phải là Yên Sông Ưng hay không. Ý của trưởng ban hoàng là tôi đã nói dối. Dân Kiến Minh đang sống ở Diệp Công Quán, ít nhất có thể chứng minh thân phận của mình. Còn anh thì sao? Không thân phận, không quân tịch, không ai chứng minh được sự tồn tại của anh hết. Anh nói mình là Dân Kiến Minh thật, lấy gì để tin đây? Tôi, kế sách này của Phùng công tử có thể nói là vô cùng hay. Cộng thêm Dân Kiến Minh không chút chuẩn bị tâm lý, nếu như mà hắn là giả thì chắc chắn sẽ bị mắc bẫy ngay. Nhưng lời của hắn vô cùng ăn khớp, gần như là không có sơ hở. Cộng thêm Dân Kiến Minh thật là anh cứ cứng họng, nói năng cứ ấp ả ấp úng, khó mà tự bào chữa cho bản thân mình. Dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được ai thật ai giả thôi. Ý của trưởng ban hoàng nói tôi mới là Yên Sông Ưng, còn tên gián điệp cộng sản kia mới là Dân Kiến Minh. Anh có phải là Yên Sông Ưng hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi cho rằng anh không phải là Dân Kiến Minh gì đó, mà là vì mục đích không thể nói hãm hại người khác. Người như anh, ông đây đã thấy nhiều rồi. Tôi mới là Dân Kiến Minh. Điều này Tham Nghị Phụng có thể làm chứng. Cậu có thể chế giễu tôi thất bại, cười nhạo tôi vô dụng, nhưng không thể sỉ nhục nhân cách của tôi. Ngay cả mình là ai cũng không chứng minh được, lại còn nhắc tới nhân cách gì chứ. Trưởng ban hoàng, anh quá đáng rồi đó. Xin lỗi Phùng công tử, nhưng tôi thật sự cảm thấy tên Dân Kiến Minh này đúng là đáng ngờ đó. Có thể hắn chính là gián điệp cộng sản. Dù không phải thì cũng có thể chắc chắn hắn là kẻ lừa đảo. Anh dám đánh tôi, ông đây sẽ bắn chết anh. Có giỏi thì bắn đi, mau bắn đi. Một tên đáng thương như cả mình là ai cũng không chứng minh được, ông đây sẽ cho anh tội nguyện. Đủ rồi. Xin lỗi công tử, hai người làm gì vậy? Tàn sát lẫn nhau nội bộ đấu đá. Trưởng ban hoàng, anh nói thiếu tá Dân mưu đồ hãm hại người khác, lẽ nào tôi cũng vậy sao? Công tử, tôi không có ý đó, chỉ là... Đủ rồi đó, đừng nói nữa. Tôi tuyệt đối tin tưởng thân phận của thiếu tá Dân. Anh ấy mới là Dân Kiến Minh thực. Kẻ sống ở Diệp Công Quán là gián điệp cộng sản Yên Sông Ưng. Chỉ là cái tên đó quá xảo trá, quá nham hiểm. Hiện tại chúng ta không thể vạch trần được hắn. Phải. Trưởng ban hoàng, lời anh nói thật là quá đáng. Mau xin lỗi thiếu tá Dân đi. Công tử, hắn sao đây? Ngay cả lời của tôi cũng không nghe sao? Không dám, không dám. Thiếu tá Dân, là tôi lỡ lời, đừng để bụng nha. Thiếu tá Dân, tuy trưởng ban hoàng nói lời không hay, nhưng mà anh cũng không nên động thủ đánh người. Cho nên trong chuyện này, tuy là trưởng ban hoàng thất lễ trước, nhưng mà thiếu tá Dân cũng xử lý không ổn. Có phải là cũng nên xin lỗi trưởng ban hoàng không? Trưởng ban hoàng, xin lỗi nha, là tôi đã thua lỗ. Chúng ta nên cùng nhau chống lại kẻ địch, chứ không phải là nội bộ bất hòa đâu. Trưởng ban hoàng, là do tôi nóng giận quá, mất kiểm soát, đắc tội rồi. Xin lỗi. Làm gì có. Mấy cú đấm của thiếu tá Dân coi như đánh cho tôi tỉnh ngộ. Trưởng ban hoàng, chuyện này đừng có để bụng nữa. Không dám, không dám, không dám. Yên Sông Ưng thực sự quá khó đấu. Đối phó với hắn, chúng ta phải động não hơn nữa. Những ngày tới, thiếu tá Dân cứ đi theo tôi. Anh là cao thủ đặc chủng của Tân Lục Quân, võ nghệ cao cường, thông minh nhanh trí. Bây giờ tôi đang cần nhân tài như anh. Trừ việc đảm nhiệm chức thiếu tướng tham nghị của quốc quân, tôi còn tự làm ăn buôn bán. Trưởng ban hoàng là cộng sự của tôi. Tôi... Trưởng ban hoàng cẩn thận đó. Thiếu tá Dân là người phe mình. Đương nhiên rồi.
Chiêu Thái Chân cũng biết thời cục hiện tại biến động không được thái bình, cường đạo trầm giặc đông như kiến, bây giờ chuyện làm ăn càng ngày càng khó hơn, đang cần một cao thủ như là Thiếu Thái Chân bảo vệ. Công tử, Thiếu Thái Chân sao đi, ý của anh thế nào? Dân Mộ đang là cô hồn giả quỷ, Thâm Nghị Phùng chịu tin tưởng thu nhận, Dân Mộ cảm kích vô cùng. Cho dù Thâm Nghị Phùng có sai bảo gì, Dân Mộ có lao vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Tốt lắm, Thiếu Thái Chân, anh đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi và trưởng ban hoàng có vài lời cần nói riêng. Được, tôi qua phòng bên cạnh chờ cậu. Được. Phùng công tử, chuyện làm ăn của chúng ta là tuyệt mật, người biết càng ít càng tốt. Còn về chuyện bảo vệ, có đặc vụ của đội điều tra phụ trách, lẽ nào còn chưa đủ? Cần gì phải kêu Chân Kiến Minh? Không, đội điều tra xuất hiện thì gây chú ý quá. Công nhân ở cảng khẩu Đường Cô có thể phát hiện ra hành tung của chúng ta, nói cho Mỹ Kỳ biết. Đây chính là lý do đó. Bây giờ có Chân Kiến Minh thì khác. Cơ cấu của Tân Lục Quân đã bị hủy. Chân Kiến Minh tuy là quân nhân, nhưng mà biên chế lại không ở trong quân phòng vệ Thiên Tân. Để anh ta phụ trách công tác bảo vệ, không chỉ bảo đảm an toàn mà còn không thu hút sự chú ý. Vẫn là câu nói đó, giờ tự ý buôn bán vật tư quân nhu sẽ là mất đầu, cho nên phải cẩn thận hơn. Nhưng mà công tử, cái tên Chân Kiến Minh đó thật sự đáng tin sao? Dùng lời của anh ta nói, giờ anh ta là cô hồn giả quỷ, trừ tôi ra ai dám thu nhận anh ta? Cũng đúng, Chân Kiến Minh thông minh, võ nghệ lại cao cường nữa, lại cảm kích tôi, đúng lúc làm việc cho tôi. Chỉ mong hắn có thể biết ơn thôi. Phải rồi, người mua ở Sơn Đông đã tới Thiên Tân, ở khách sạn Lâm Thuận Đức. Ngày mai tới Hiệu Buôn xác định thời gian giao hàng đi. Được. Lại thêm mười mấy con cá vàng rồi. Trong tay công tử toàn là hàng hiếm, cho dù là đem đi đâu cũng đều được săn đón. Thiên Tân chắc chắn không giữ được. Không nhân lúc này kiếm chác thì đợi tới Giang Nam sẽ là thiên hạ của kẻ khác. Tới lúc đó muốn kiếm chác cũng rất khó. Hay lắm. Trưởng ban hoàng, anh phải thu xếp trước địa điểm giao hàng. Công tử, điều này thì cứ yên tâm, tôi đã thu xếp xong rồi. Ở cảng Nam của Hàm Thủy Cô, chỗ đó rất thanh tịnh, ít người biết lắm. Đây là phòng của anh, em đích thân chuẩn bị cho anh đó. Cảm ơn nha. Phải rồi. Nhiều quần áo vậy làm gì? Từ hôm nay các anh không còn là quân nhân nữa, nên không thể mặc quân trang. Cái này đều là em chuẩn bị cho anh đó. Mặc thử đi. Thế sao có đẹp trai không? Mặc như vậy mới đúng nè. Anh mặc không có hợp đâu. Mà không hợp không lẽ cởi ra sao? Cậu thiệt là. Đội phó tới rồi sao? Phải đó. Bộ đồ này đẹp quá. Phải đó. Anh ăn diện như vậy đẹp trai thiệt đó nha. Chứ còn gì nữa. Đúng là càng ngày càng bảnh. Thiệt đó. Tôi nói các cậu nghe, người phải có quần áo, ngựa phải có yên. Mặc bộ đồ này lên, tôi cũng có thể trở thành Yên Sông Ưng. Không phải nói chứ, bộ đồ này của đội phó đúng là hơi quen đó. Tôi cũng thấy quen đó. Phải vậy không? Giống cái gì? Có phải giống ông Trùm không? Phải đó. Phải đó đội phó. Anh mặc bộ đồ này vào, đúng y như là đoàn xiếc làm ảo thuật vậy đó. Đúng rồi, rất giống. Mau biến đi, có biết ăn nói không vậy? Đội phó, anh làm xiếc cho chúng tôi coi đi. Mau biến đi, biến đi. Nói bậy bạ gì vậy? Mấy cái miệng này của các cậu không nói gì hay ho hết. Thì đó, sao tôi lại giống người làm xiếc được chứ? Ít ra thì cũng phải giống ông chủ lớn hay là phú hào gì đó. Ông chủ lớn không giống thiệt đó nha, còn giống tư bản gì đó. Rồi trưởng tới rồi kìa, đi qua đó đi. Ngầu thiệt nha, nhìn giống như là ông chủ lớn vậy đó. Phải rồi, nhìn đội trưởng đúng là thấy giàu sang, toát lên cốt khí của người giàu có. Phải đó, đội trưởng đẹp trai quá. Xem ra con ngựa như mình dùng cái yên gì cũng là vô ích.
Nguy hiểm thật đó, nghe mà tim đập thình thịch luôn. Đây là bản vẽ công trình phòng ngự Thiên Tân mà tôi in ra. Cô lập tức giao cho Bí Thư Thái. Nhờ nấy phái liên lạc viên thông thạo đường xá, lập tức gửi bản vẽ cho đội quân. Nhớ cho kỹ, không được chậm trễ. Yên tâm đi, tôi sẽ lo liệu ngay. Anh mặc bộ đồ này ngầu thiệt đó nha. Chút nữa là nhận không ra anh. Vậy sao? Quần áo có thể thay đổi khí chất của con người. Nhìn anh mặc quân trang quen rồi, giờ mặc thường phục đúng là có hơi không quen. Phải rồi, anh vừa nói dịp Hồng Khai có ý đầu hàng quân ta sao? Không sai, ông ấy đã có ý muốn tiếp xúc với chúng ta, chỉ là không tìm được người liên lạc thôi. Xem ra công tác của tôi bảo thủ quá, sợ bị lộ. Thật ra Bí Thư Thái đã nhấn mạnh từ lâu, cố gắng khiến cho dịp Hồng Khai đầu hàng là công việc hàng đầu của chúng tôi. Phải dám ngửa bài, dám cấm chát. Nhưng mà tôi thật sự quá hổ thẹn rồi. Rất khó tưởng tượng trong tình huống đó, anh vẫn dám ngửa bài với kẻ địch, thuyết phục dịp Hồng Khai đầu hàng. Lòng can đảm này thực sự quá phi thường, có thể nói là trí dũng sinh tồn. Hàng gì Bí Thư Thái hay nói, đồng chí ở đội quân là tấm gương sáng cho chúng tôi học hỏi. Từ anh tôi cảm giác được trí tuệ và sức mạnh vô hạn. Dương Trấn Yên, sau này anh phải giúp đỡ tôi nhiều hơn đó. Tôi phát hiện con người giống như là viên đá nam châm, có thể hút hết mọi thứ xung quanh lại luôn. Thiệt là lợi hại. Nói linh tinh gì vậy? Nói nghiêm túc đi. Tôi nói cho anh nghe, có lúc phải có người nói linh tinh, chứ không gặp chuyện như lúc này thì ngại quá trời quá đất luôn đó. Đỏ mặt hết luôn rồi. Tôi nói vậy có đúng không, Mỹ Kỳ tiểu thư? Đội phó Cao có phải hơi ngưỡng mộ Doanh Trấn Yên hay không? Thật ra có người có sẵn tự tính rồi, có người thì không có. Giống như là đội phó Cao đây. Tôi cũng thiệt tình, chọc ai không chọc đi chọc phụ nữ. Bây giờ biết phụ nữ lợi hại được chứ? Lợi hại. Nói thật nha Mỹ Kỳ, cô lập tức báo cho Bí Thư Thái, phái người liên lạc với dịp Hồng Khai. Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không còn đâu. Nên phải tranh thủ đi. Anh yên tâm đi, tôi hiểu được. Chỗ đó chính là tiệm giao dịch vàng của Phùng Văn Lãng. Tiệm giao dịch vàng và chứng khoán Văn Nguyên. Chính là đây. Một kẻ bán lại vàng mà đặt tên thanh cao ghê đó. Văn Nguyên cái gì chứ? Toàn làm bộ. Xuống xe. Đi, qua đó coi thử. Khoan đã. Hai người, chờ ở đây đi. Tôi lên xin thưởng. Được. Anh làm gì vậy? Tôi kiếm nhà vệ sinh. Ở đây có nhà vệ sinh không? Ở đây không có. Muốn tìm nhà vệ sinh thì ra cửa lớn. Bên trái có nhà vệ sinh công cộng. Người anh em, tôi đang gấp lắm. Tôi biết tầng 2 chắc chắn có. Anh lên động một chút cho tôi dùng tạm đi. Tầng 2 là nơi riêng tư của ông chủ chúng tôi, không tiếp đón người ngoài đâu. Anh mau đi đi. Còn nhìn gì nữa? Còn không mau đi. Không cho dùng thật sao? Sao anh nhiều chuyện quá vậy chứ? Có phải thích kiếm chuyện không? Được rồi. Ra ngoài thì ra ngoài thôi.
Thứ gì vậy không biết, còn muốn dùng nhà vệ sinh tầng 2? Đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Sao rồi, thấy gì rồi? Đường lên tầng 2 chỉ có một cầu thang, vệ sĩ gác rất kỹ, không lên được. Tôi đã nói rồi mà. Đội phó Cao không phải nói anh là Tôn Hồ Tử chết 72 phép biến quá sao? Ý anh ấy là tôi giống Tôn Đại Thắng thì có. Không cần nói, nhìn cũng hơi giống đó. Thôi đi, đừng có giỡn nữa. Nè, có vào được từ phía sau tòa nhà hay không? Đi xem thử đi. Đi. Là tòa nhà này, đừng có chỉ. Chính là phía sau tiệm giao dịch. Tầng 2 này chắc là phòng làm việc của Phùng Văn Lãng. Anh coi, ở đây có ống nước, có thể trèo lên đó. Nhìn thấy chưa, tầng 2 là cửa sổ hai lớp chồng nhau. Muốn mở ra thì cần có thời gian nhất định. Nếu hành động trong đêm thì không có vấn đề đâu. Nhưng mà nếu chúng ta lén vào ban ngày, bám vào tầng 2 kề cửa sổ sẽ bị phát hiện rất nhanh. Tôi đã bỏ qua vấn đề này rồi. Còn cách nào khác không? Tôi cần vài trợ thủ. Trợ thủ? Bán vé đi, bán vé đi. Nào nào, cho tôi một vé đi, cảm ơn nha. Nữ hoàng cổ phúc Mai Tuyết Cầm, 7:30 tới 8:30, hát liền 3 bài: Đại Tây Nương, Nhị Tiến Cung, Đại Bảo Quốc. Vừa hay vừa đã, mau tới mua vé đi, mua vé đi. Bán vé đi, bán vé đi, ghé mua vé đi. Nữ hoàng cổ phúc Mai Tuyết Cầm, 7:30 tới 8:30. Tôi mua 2 vé. Nhưng đại ca, là anh sao? Chú Dân, cuối cùng chú cũng tới. Chú Bảo, sao chị biết kéo anh ấy? Kéo tôi không được sao? Được rồi, kéo anh thì kéo anh. Nè Tiểu Bảo, không hay đâu. Anh coi anh đó, chỉ được như vậy thôi. Trên cơ hội mà anh còn bày đặt như vậy nữa. Tôi mạnh miệng còn được, chứ làm thật thì hơi ngại đó. Coi đi, tôi nói không sai chứ gì. Bình thường miệng lưỡi còn được, cứ tới nghiêm túc là không thấy đâu. Nè, chuyện này chị ngại lợi dụng con gái nhà người ta mà. Nè Tiểu Bảo, sao rồi Tiểu Bảo? Cháu vẫn khỏe chứ? Chú Dân à, khi nào thì dạy cháu học nghệ đi. Cháu muốn học lúc nào thì chú sẽ dạy lúc đó, có được không? Cháu muốn học gì đi? Đều muốn học. Vậy thì không học được hết trong thời gian ngắn đâu. Cháu bái chú làm thầy. Thôi đi, chuyện học nghệ của em đó, đợi Dân đại ca rảnh đi rồi tính. Biết rồi. Tiểu Bảo, chú Dân hứa với cháu, cháu hết bận rồi ngày nào cũng sẽ dạy cho cháu. Dạ. Dân đại ca, chiều nay chị Tuyết Cầm còn nhắc anh nữa đó, nói là muốn dẫn chúng tôi đi thăm anh. Chị Tuyết Cầm tốt với Dân đại ca vậy sao? Suốt ngày nhớ tên ấy. Anh là nữa rồi đó. Tôi nói thật mà không phải sao? Nè Đại Hồng, tôi nói không sai chứ? Chị Tuyết Cầm cứ rảnh là nhìn ra cửa, mong chờ Dân đại ca xuất hiện bất ngờ cho chị ấy bất ngờ đó. Hai người đúng là trời sinh một cặp nha. Mở miệng ra có thể nói mặt trời xuất hiện luôn đó. Tuyết Cầm đâu? Chị Tuyết Cầm đang ở phía sau, tôi dẫn anh đi. Tiểu Bảo, em ở đây trông chừng nha. Chị dẫn Dân đại ca đi gặp chị Tuyết Cầm. Dạ. Bán vé đi, bán vé đi. Bán vé đi, mua vé đi. Hay, hay lắm. Đội trưởng Dân tới rồi sao? Dì Khuê, mời. Này Đại Hồng, tiết mục hôm nay hay đó. Tiết Cầm đâu? Chị Tiết Cầm ở phía sau sân khấu. Hay, hay lắm. Hay quá. Hay lắm. Hay, hay quá. Hay. Có gì mà hay chứ? Chút nữa tôi diễn ảo thuật cho các anh coi. Đó mới gọi là hay đó. Thật vậy sao? Đương nhiên là thật rồi. Cô diễn lúc mấy giờ vậy? 9 giờ. Được đó, chút nữa coi. Được. Tôi nói anh nghe, anh tới đây xem biểu diễn sao? Còn có chuyện đó, mau đi đi. Hôm nay chúng tôi có chuyện, để hôm khác nha.
Được rồi, hứa đó nha. Anh mà không tới, tôi đi tóm anh đó. Không cần tóm, chắc chắn là tới. Được rồi, đi đi, đi. Mấy ngày nay nhà hát làm ăn rất tốt. Đúng là có hơi lạ đó. Là kể từ khi xảy ra chuyện hôm nọ, trong lòng anh lại bất an. Em nghĩ hội tâm hợp đó không tới kiếm chuyện với mình nữa thật sao? Họ còn làm được gì? Chuyện gì cũng phải có chừng mực chứ. Hơn nữa là em đây không tin họ có thể giết người. Chỉ mong ông trời thương xót, phù hộ bình an vô sự. Này Trường Phúc, em không chịu nổi dáng vẻ vô dụng đó của anh. Tục ngữ có nói, chưa chết ra đều là chuyện nhỏ, cùng lắm thì đi ăn xin thôi. Viên Văn Tài và Hàng Ngũ Cô có lợi hại ra sao? Cũng chỉ là con người. Triết Cầm mà, em còn quá trẻ, em không biết giang hồ hiểm ác. Không nói nữa, sắp tới giờ lên sân khấu rồi đó, anh ra phía trước xem thử. Chị Tích Cầm, con bé này ăn phải đạn pháo sao? Chị xem ai tới đây. Đội trưởng Dương, đội phó Cao là các anh sao? Phải đó, không ngờ phải không? Đúng là linh quá. Lúc sáng tôi còn nói với Đại Hùng chừng nào đi thăm các anh, thì không ngờ tối nay các anh lại tới. Sao rồi, dạo này vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Hội tâm hợp không tới tìm chúng tôi nữa. Chuyện làm ăn của nhà hát càng lúc càng ăn nên làm ra. Vậy thì tốt. Các anh tới đây là để nghe hát sao? Như vậy đi, tôi hát thêm hai đoạn cho các anh, cho các anh nghe trước. Hôm nay chúng tôi tới là muốn mượn người của bà chủ Mai. Mượn người sao? Phải, là mượn người. Mượn ai chứ? Mượn Đại Hùng và Tiểu Bảo. Tôi. Đi. Mời các chị qua bên đây. Được. Tiên sinh, anh uống gì? Tôi và thằng bé uống sữa. Hai người họ uống cà phê. Dạ. Cô được đó. Đương nhiên rồi. Tiểu Bảo, màn kịch hôm nay phải nhờ cháu đó. Không có cháu thì bọn chú không có kịch để hát. Yên tâm đi chú Dương, lên lầu đi tìm phòng có cửa sổ. Đúng là thông minh. Xin chào, cà phê của các vị. Là cái gì đây? Hư rồi cũng đem bán sao? Này nghe tôi nói, đừng có quê mùa quá. Đây là cà phê, nó có vị như vậy đó. Trên đời này có thứ thức uống dở như vậy sao? Cái này mà cũng bán được tiền nữa hả? Tôi nói anh nghe, anh không biết thì bớt hỏi nhìn nhiều vào, mắc công người ta chê cười anh đó. Anh đó, ngay cả cà phê cũng chưa từng uống bao giờ sao? Đúng là quê mùa muốn chết. Thôi đi, thôi đi, coi như tôi mời sai người rồi. Hay là uống sữa đi nha. Đừng có nói là ngay cả sữa cũng chưa từng uống luôn đó. Sữa thì đương nhiên là uống rồi. Trước đây tôi uống sữa như là nước lã gì đó. Khoan đã, anh uống sữa như nước lã từ khi nào vậy? Tôi chỉ nói chơi thôi, đừng có vạch trần tôi chứ. Thôi đi, thôi đi, đừng giỡn nữa. Lời tôi nói lúc nãy đã nhớ hết chưa gì? Anh cứ yên tâm đi. Xem cặp vợ chồng giả chúng tôi diễn kịch hay cho anh coi. Cái con bé này không giữ kẻ gì hết, cái gì cũng dám nói. Đóng giả vợ chồng thì có gì không dám nói. Anh đó, toàn không thành thật thôi. Tôi chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ thôi đó. Chứ ai lại như vậy? Được rồi, anh đừng giải thích nữa. Không vì hoàn thành nhiệm vụ mà kêu người xinh đẹp như tôi giả làm vợ của anh. Anh không vui sao? Tôi không có tin đâu.
Cái con bé này thiệt tình. Tôi thua, không nói nữa. Tôi phục rồi. Anh còn có lúc đỏ mặt sao? Đúng là hiếm có đó. Tôi coi như là tôi gặp đối thủ rồi. Tới rồi kìa. Anh Trương, Thâm Nghị Phùng. 10 giờ trống. Được, 10 giờ. Lập tức hành động. Được. Cô còn chưa chịu thôi sao? Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Hết sống nổi cái tên phát của này. Anh bỏ của hội môn của tôi vào trong đó rồi. Bây giờ thì hay rồi đó. Thua sạch rồi, tôi phải làm sao đi? Con đàn bà xui xẻo, không sống nổi nữa rồi. Không sống nổi nữa rồi. Chuyện xấu được do cô đó. Tôi đánh chết cô, đánh chết cô. Đồ xấu xa, tôi đánh chết cô. Còn cắn người nữa sao? Mau kéo họ ra đi. Này nè, đứng lên. Được rồi đó, đứng lên. Đứng lên đi. Xem tôi xử lý anh làm sao. Nghe tôi nói đã. Anh ta nuốt hết của hồi môn của tôi. Hai người có thôi đi không? Có chuyện gì không thể về nhà nói sao? Mau giải tán đi. Mau trả của hồi môn cho tôi. Mau về nhà đi. Thiệt là. Đi. Sao rồi? Tiêu Bảo lên rồi. Thằng bé này đúng là giỏi thiệt đó. Còn hai người, chú ý tình hình xung quanh nha. Được. Tiêu Bảo, cháu giỏi thiệt đó. Nào, giúp chú cởi dây đi. Anh Trương, bên này. Tên đàn ông vừa nãy hèn thiệt đó. Giờ đánh cỡ đó mà không dám đánh trả luôn. Để cho người ta cười vô mặt. Thiệt là. Đi thôi. Chú Bảo, ở đây chờ chú. Nhớ cho kỹ là đừng mở cửa, không đừng ra ngoài, hiểu chưa? Dạ hiểu rồi, yên tâm đi. Được, chúng ta quyết định vậy đi. Được rồi, không vấn đề. Phùng công tử, đây là tiền cọc. Anh Trương, lô giấy dệt và xà bông này đều là vật tư quân nhu dành cho quân đội. Nhất là lô giấy dệt 21 cuộn. Trên thị trường không có hàng đâu, đều là hàng được săn đón. Tôi bán cho Lỗ Thanh Bang các anh chỉ có 12 cây vàng. Đều là nể mặt chúng ta hợp tác nhiều lần. Hai bên đều tin tưởng nhau. Phùng công tử với Lỗ Thanh Bang chúng tôi là bạn lâu năm. Những ngày qua chuyện buôn bán trong bang càng ngày càng ăn nên làm ra. Đều nhờ hàng hiếm trên thị trường mà Phùng công tử cung cấp.
rất dễ bán, khắp nơi đều có người dành. Chuyện nhỏ thôi. Phải rồi, trưởng ban quan, địa điểm giao hàng đã thu xếp xong chưa? Công tử yên tâm, đã thu xếp xong rồi. 12 giờ tối mai, Cảng Nam Hàm Thủy Cô. Được, tôi sẽ tới đúng giờ, vẫn quy tắc cũ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, không vấn đề gì chứ? Không vấn đề. Anh Trương ở lại khách sạn Lâm Thuận Đức đúng không? Phải đó. Vậy thì tôi phải nhắc anh, bây giờ đang thời kỳ chiến loạn, anh phải biết là nếu giao dịch của chúng ta bị phát hiện, đừng nói là các anh, ngay cả tôi cũng không tránh khỏi. Cho nên mong anh Trương ở lại khách sạn, đừng tùy ý ra ngoài. Được, xin công tử yên tâm, chúng tôi sẽ ở trong phòng không đi đâu hết. Vậy thì tốt. Đỗ Thanh Bang từng giúp chúng tôi ở vùng Sơn Đông, chúng ta đều là bằng hữu, không cần phải tính toán. Về nói cho ban chủ lưu của các anh, có cần gì thì kiếm tôi, chỉ cần Phùng Mỗ làm được thì sẽ dốc sức làm. Được. Chú Thái Dương, sao vậy? Vừa nghe thấy tiếng động nhỏ, nhưng bây giờ không sao rồi. Toàn cố ra vẻ thôi. Phẫn nộ sẽ ảnh hưởng tới phán đoán. Mong là anh đừng như vậy nữa. Công tử vậy phải. Hàng lần này về rất nhiều, các anh phải chuẩn bị thêm xe tải. Đã chuẩn bị xong rồi. Chú Thái Dương, bảo vệ công tử. Sao vậy? Rút súng ra, cất trước người đi, đừng để cho khách thấy. Nhớ cẩn thận đó. Dạ. Mở cửa đi. Dạ. Nào anh Trương, cứ như vậy nha. Được rồi, chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng nhau phát tài. Được, cảm ơn công tử chiêu đãi. Vậy tôi xin phép. Nào, tôi tiễn anh. Cảm ơn công tử. Chú Bảo, chú Dương,
Chú Dương, ngoan quá, may mà có cháu. Đâu? Coi chừng đó. Nào nào, cẩn thận. Được rồi. Đi mau. Đi nhanh lên. Đi. Bên này. Đi. Dương đại ca, đây là gì? Bơm khói hiện giờ. Bơm khói. Đại Hùng, cô đừng có lo cái này. Mấy người biểu diễn như cô không dùng tới nó. Tới rồi. Anh Trương, thứ lỗi không thể tiến xa. Tạm biệt. Tạm biệt. Đi.